Đây là những lều trại tạm thời mọc lên từ một bãi đất trống như thế này. Và đó chính là chỗ ở của những người vô gia cư, hay còn gọi là những người homeless ở Mỹ. Bên cạnh sự thịnh vượng, giàu mạnh của nước Mỹ dưới cái bóng của khối tài sản khổng lồ, thì vẫn còn có một khía cạnh khác. Đâu đó vẫn còn có những mảnh đời bất hạnh. Ngoài kia là hàng ngàn người vô gia cư và hàng ngàn người khác sống dưới mức nghèo khổ. Có rất nhiều người thành công, luôn luôn thẳng tiến trong cuộc sống, nhưng cũng có một số người lại bị mắc kẹt đâu đó trong cuộc đời của họ. Gánh nặng lại đặt trên vai họ, và họ không biết phải đi đâu về đâu trong cuộc sống của mình. Khi họ không có nơi cư trú cố định, họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải sống ngoài đường, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, và đó không ai khác là những người vô gia cư. Đằng sau họ lại có những câu chuyện thật là đáng thương, và tại sao họ lại trở thành như vậy? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020, vào lúc 4 giờ chiều theo giờ PST, mình sẽ đưa mọi người đi đến thăm thành phố Stockton, đồng thời cũng xin chia sẻ và quay những hình ảnh về cuộc sống của những người vô gia cư ở Mỹ hiện nay như thế nào. Thì bây giờ, mời mọi người cùng đi chung với mình nha. Bên cạnh sự thịnh vượng giàu có của nước Mỹ, thì còn có một khía cạnh khác. Đó chính là những người vô gia cư. Và tất nhiên, bất cứ quốc gia nào trên thế giới, đâu đâu cũng đều phải có người giàu, người nghèo. Đâu đâu cũng đều có hai mặt của nó, mặt phải và mặt trái. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ một chút về cái mặt trái này. Tình trạng người vô gia cư ở Mỹ là một cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng trên các đường phố Mỹ. Chúng dường như có mặt ở hầu hết mọi nơi, ở những nơi cũ và mới, không tuổi tác. Những người vô gia cư, cuộc sống của họ thường ngủ trên các trại lều hoặc các bìa cát tông được dựng tạm thời trên các bãi đất trống, hoặc là dưới các lùm cây, dưới các gầm cầu. Đồ đạc của họ là đựng trong những chiếc túi ni lông, tượng trưng cho một cuộc sống hay di chuyển, nay đây, mai đó. Những người có tài chính hạn hẹp đã mất khả năng chi trả để họ có được một chỗ ở cho mình. Nhiều người đã được cứu bởi gia đình và bạn bè, hoặc các chương trình của chính phủ, các nhóm phi lợi nhuận khác. Tuy nhiên, cũng có những người kém may mắn hơn. Họ đã trở thành vô gia cư. Những người may mắn đã tìm được chỗ ở trong những nơi trú ẩn công cộng. Còn một số thì hiện vẫn phải ở trong lều, được dựng tạm thời ở những bãi đất trống như thế này. Dưới những gốc cây hoặc là dưới gầm cầu, họ là những người dễ bị tổn thương nhất. Không nơi ở, phải sống trong những trại lều tạm thời, đối mặt với các bãi rác hôi thối, sống chung với lũ chuột, không có nước sinh hoạt, không có xà phòng tắm rửa, không có chỗ đi vệ sinh bất cứ lúc nào họ muốn. Họ phải trải qua những sự thiệt thòi bất lợi về kinh tế xã hội, sức khỏe thể chất kém, sự sụp đổ của các hỗ trợ xã hội, đau khổ về tâm lý, khó thích nghi với nền văn hóa, và họ cảm thấy bị cô lập, dẫn đến tình trạng dễ bị trầm cảm. Đối với hầu hết những người vô gia cư, một ngày bắt đầu của họ rất sớm, đặc biệt trong thời tiết lạnh giá. Họ thường thức dậy sớm để tận dụng cơ hội sưởi ấm hoặc vệ sinh trước khi phần còn lại của thành phố bắt đầu. Họ thường sẽ bị đánh thức bởi đèn đường bật, đôi khi đèn vẫn sáng suốt đêm. Có những người phải ngủ trước những cửa tiệm tạp hóa. Mỗi buổi sáng thường nhận những tiếng la hét từ những nhân viên của các cửa tiệm để thức dậy, và họ sẽ rời nơi đó để đi đến một nơi lao động tạm thời nếu có, nhưng có nhiều khả năng họ đến thư viện hơn. Đa số những người vô gia cư có thể ngủ dưới những cây cầu dọc theo đường cao tốc khoảng một nửa thời gian. Đôi khi có những cây cầu bị dột và họ sẽ bị ướt khi ngủ dưới gầm cầu. Có thể là quá lạnh để ngủ đối với một số người và họ sẽ phải thức giấc trong đêm. Và họ thường rất đói, không có đồ ăn, thường quen với việc không ăn trong 2-3 ngày liên tiếp. Cũng có nhiều người vô gia cư tìm đến một nơi nào đó ấm áp hơn cho mùa đông, thường là ở các nhà thờ, cũng giống như các loài chim di cư về phía nam. Có rất nhiều người vô gia cư họ không được tắm trong nhiều ngày vì không được tiếp cận với nước, thường có mùi hôi bao trùm, không có nơi để giặt quần áo. Khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe kém, có thể gọi họ là những người không nổi bật, những người yếu thế nhất trong xã hội.
họ phải đối mặt với những tình trạng đáng sợ, sỉ nhục và cô lập. Không có chỗ nào để lưu trữ và chuẩn bị thực phẩm, và cũng không có sự bảo vệ của nhiều yếu tố khác, thường xuyên phải đối mặt với những động thái cưỡng bức, làm gián đoạn các mối quan hệ và khiến gia đình, bạn bè hoặc nhà cung cấp dịch vụ khó tìm thấy họ. Và họ cũng có nguy cơ cao bị lạm dụng về thể chất và tình dục, không có nơi nào để băng bó vết thương, không được tiếp cận với các phương tiện y tế. Một báo cáo mới của Nhà Trắng đã cho thấy hơn nửa triệu người vô gia cư ở Hoa Kỳ và gần một nửa trong số đó tập trung ở bang California. Những nơi trú ẩn của họ thường là ở vỉa hè, công viên, ô tô, các tòa nhà bỏ hoang, dưới gầm cầu và những bãi đất trống. Bốn thành phố có tỷ lệ người vô gia cư cao nhất ở California là San Francisco, Los Angeles, Santa Rosa và San Jose. Những nơi này có số lượng người vô gia cư lớn hơn nhiều so với các nơi khác. Có lẽ là sự gia tăng đáng chú ý là giá nhà ở quá cao. Và các bang có khí hậu ấm hơn thường có nhiều khả năng thấy lượng người sống trên đường phố tập trung hơn. Với cuộc khủng hoảng hiện tại, các hệ thống không thể phục vụ tất cả mọi người phải trải qua tình trạng vô gia cư. Ngày càng có nhiều người được hưởng lợi từ các giải pháp nhà ở lâu dài, nhưng hơn 200.000 người vẫn chưa được cải thiện, hầu hết trong số họ là những người trưởng thành. Cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng gia tăng khiến việc thoát khỏi tình trạng vô gia cư thông qua việc làm trở nên khó khăn hơn. Phần lớn những người ở Mỹ trải qua tình trạng vô gia cư là người Mỹ da đen và Latin, thường có xu hướng nằm trong số những người lao động nghèo và thất nghiệp, mà họ cũng ít được trang bị hơn để chống chọi với những cơn bão suy thoái. 58% là họ nghèo về tài sản lưu động, thiếu tiền mặt và tiền tiết kiệm để tồn tại ở mức nghèo khổ trong 3 tháng, so với mức trung bình toàn quốc là 37%. Những lý do dễ để dẫn đến một người vô gia cư thường là mất việc làm, không có khả năng chi trả, bạo lực gia đình, có vấn đề về sức khỏe tâm thần, sử dụng chất kích thích ma túy, nghiện ngập. Trong đó, 31% là mất việc làm, 20% sử dụng ma túy, rượu, 15% ly hôn hoặc ly thân, 13% tranh cãi với thành viên trong gia đình và đuổi ra khỏi nhà, 7% bạo lực gia đình, 10% trục xuất, 7% sức khỏe tâm thần, 7% sức khỏe thể chất hoặc tình trạng y tế, 12% giam giữ và 1% hạn chế về nhà ở do quản chế. Và có rất nhiều câu hỏi là tại sao họ lười biếng, không chịu kiếm việc làm. Và có rất nhiều người đã thắc mắc và đặt ra một câu hỏi là tại sao những người vô gia cư họ lười biếng, không chịu kiếm việc làm? Thật sự, những người vô gia cư phải vật lộn từng giây từng phút để tìm bữa ăn, vòi nước và nơi trú ẩn tiếp theo. Hầu hết những người vô gia cư đều gặp phải những rào cản lớn đối với việc làm. Các rào cản phổ biến bao gồm nguồn gốc tội phạm, thiếu truy cập Internet để trả lời các cơ hội việc làm, thiếu phương tiện di chuyển đến các cuộc phỏng vấn và hội chợ việc làm. Một người đàn ông vô gia cư đã tâm sự rằng cuộc sống của anh ta mất kiểm soát và anh ta đã kết thúc giấc ngủ ở bên ngoài đường phố sau khi bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà. Anh ấy đã mất việc trong một bãi gỗ khi bắt đầu đại dịch và không thể tìm được việc làm để thay thế nó. Anh ta nói rằng anh ta đã cầu xin chủ nhà và nói rằng anh ta đã không còn nơi nào để đi, nhưng chủ nhà của anh ta nói với anh ta rằng đó không phải là vấn đề của tôi. Tôi còn nhớ rất rõ. Tôi nhớ khi bước xuống cầu thang và qua cổng để rời khỏi nơi ấy, tôi nghĩ không biết mình sẽ đi đâu bây giờ, anh nói, và thế là phải ngủ ngoài đường. Anh ấy hiện đã trở về nhà và đào tạo lại để trở thành một người tài xế xe tải, nhưng nói rằng ngủ trên đường là một trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Một người phụ nữ cũng đã tâm sự rằng, tôi trở thành người vô gia cư khi cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Tôi đã mang một khoản thế chấp lớn và lãi suất đã tăng lên. Tôi đã trở nên quá căng thẳng khi cuộc hôn nhân của tôi kết thúc. Tôi đã mất một khoản thu nhập và sau đó tôi cũng bị mất việc. Tôi ngày càng tụt lại phía sau với việc trả nợ. Mặc dù tôi không biết điều đó vào thời điểm đó, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đang bị suy sụp tinh thần. Tôi không thể đối phó và bắt đầu uống quá nhiều. Tôi bỏ việc vì tôi không hài lòng với cách mọi thứ đang được vận hành tại tổ chức. Tôi đã tưởng tượng mình sẽ nhanh chóng tìm được một công việc khác, nhưng mọi việc không diễn ra như vậy. Nhà của tôi đã bị thu hồi vì tôi không có khả năng trả nợ thế chấp. Hơn thế nữa, ý chí đã biến mất. Khi bạn bị một số thứ tác động của cùng một lúc, nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ sáng suốt của bạn. Bạn đang chữa cháy mọi lúc. Chứng trầm cảm lấy đi năng lượng của bạn.
khiến bạn khó thức dậy vào buổi sáng và lên một kế hoạch hợp lý. Như một biện pháp ngăn cách, tôi ở lại với bạn bè. Những gì được cho là tạm thời cuối cùng lại kéo dài một năm. Có một khoảng thời gian dài khi tôi không có bánh lái, di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Tôi rất biết rằng đó không phải là nhà của tôi. Công cụ của tôi không có ở đó và tôi không đưa ra quyết định về bất cứ điều gì. Tôi là khách, tôi sẽ đi bộ xung quanh trung tâm mua sắm và các con phố hàng giờ với hy vọng sẽ kiệt sức và nhìn vào những lô đất trống kia và tự hỏi liệu rằng tôi có thể sống ở đó không. Có cảm giác bất lực khi bạn vô gia cư, bạn cảm thấy mất mát. Kinh nghiệm của tôi đã thay đổi cách tôi nhìn những người vô gia cư. Sau một thời gian, tôi đã vượt qua được bất cứ điều gì đang diễn ra trong đầu. Tôi đã tìm được một công việc và một căn hộ và những người bạn đã giúp đỡ tôi vẫn còn. Rất may những người bạn của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ vượt qua được nỗi sợ hãi về tình trạng vô gia cư, cảm giác không ở đâu cả. Và một người phụ nữ 44 tuổi cũng đã tâm sự rằng, tôi đã vô gia cư hai lần, một lần khi tôi 23 tuổi và một lần nữa ở tuổi 30. Cả hai lần đều do các vấn đề sức khỏe tâm thần. Lần đầu tiên nó xảy ra, tôi đã rời bỏ công việc của mình vì tôi không khỏe. Tôi về ở với bố mẹ, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ và bố mẹ tôi yêu cầu tôi phải rời khỏi nhà. Sau đó tôi đến với ở với bạn bè. Tôi vẫn đang trằn trọc và một đêm tôi đã lên cơn hoảng loạn. Bạn bè của tôi nói, chúng tôi yêu bạn, nhưng bạn đang bắt đầu khiến chúng tôi phát điên. Thế là tôi lại bỏ đi và lang thang trên phố. Tôi đến một nhà trọ địa phương nhưng họ từ chối tôi và nói, chỉ dành cho nam. Hãy thử nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng. Suy nghĩ của tôi đã tan thành mây khói và tôi cảm thấy dây dứt. Tôi chỉ không biết phải đi đâu. Tôi lại tìm đến một người bạn nam, người đã từ chối tôi. Cho đến khi anh ấy nhận ra tôi tuyệt vọng, sau đó anh ấy làm cho tôi một chiếc giường trên sàn phòng khách của anh ấy. Anh ấy sắp xếp cho tôi ở với một số bạn nữ của anh ấy, nhưng trong tình trạng mất cân bằng, và tôi cảm thấy không thoải mái khi làm việc này. Cả hai lần trải qua đều kinh hãi, không biết mình sẽ đi đâu qua đêm. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi và cô đơn. Đôi khi tôi không có ai để quay lại. Tôi sẽ hỏi bạn bè xem tôi có thể ngủ trên sàn của họ không. Ban đầu họ đến giúp tôi, nhưng sau đó sự giúp đỡ đã hết. Bệnh tâm thần, nghèo đói và vô gia cư có liên hệ với nhau trong trường hợp của tôi. Tôi chắc rằng đó là tình trạng của rất nhiều người. Lưới an toàn có thể rơi ra và tôi đã rơi vào vòng xoáy đi xuống. Tôi muốn chấm dứt sự kỳ thị gắn liền với tình trạng vô gia cư. Đó có thể là một trải nghiệm đáng sợ và tàn khốc mà không ai phải trải qua. Và vừa rồi là mình đã chia sẻ về cuộc sống của những người vô gia cư ở Mỹ hiện nay đến với mọi người, trong lúc mọi người đang tham quan thành phố Stockton. Stockton là thành phố nằm trong quận hạt San Joaquin, Bắc California, được thành lập bởi thuyền trưởng Charles Maria Webber vào năm 1849, và nó là cộng đồng đầu tiên ở California có tên không phải người gốc Tây Ban Nha hoặc người Mỹ bản địa. Thành phố có tổng diện tích là 168 km², với dân số ước tính là 312.697 người, theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ vào năm 2019. Và mọi người ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của mình. Và nếu thích video của mình, hãy cho mình một like, nhấn nút đăng ký và đừng quên chia sẻ với bạn bè và người thân của mọi người. Mến chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại với những video kỳ tới nha mọi người. Bye bye!